Trời có ông đó ông nội, có bao giờ tôi khóc rồi coi ông thấy đâu. Thì lúc mà ở dưới sân khấu mình đâu giờ thấy Nhung khóc đâu. Còn chỉ lên sân khấu thì lúc lên mà Nhung khóc diễn thì lúc nào mình Nhung nước mắt là rơi, là bất cứ mình cầm cái vạt áo hay bất cứ những cái gì, cái cà vạt thì mình bị chấm nước mắt Nhung mắt mà, đúng không? À, chứ có bao giờ mà chị khóc hay là gì cho ai thấy đâu. Chị buồn chị khóc mà không bao giờ chị cho tất cả khán giả biết hết. Trong mộng. Rồi nói tiếp. Trời ơi, ổng sướng mấy mộ, ổng khóc cái gì. Tôi thấy ổng khóc trong lòng thôi. Không, nói chung là chị hiểu Mạnh Quỳnh hết á. Nên nụ cười là tiếng khóc Nhung, Nhung hiểu Mạnh Quỳnh hết á. Nhưng rất là hiểu nên kệ ổng có sức chơi, có sức chịu kiểu vậy thôi. Đó, Nhung nghĩ là lúc nào Nhung cũng nghĩ vậy á. Bài hát nào anh chị thích song ca với Nhung? Nhiều. Nói chung là những bài hát mà đã song ca là đều thích hết. Ừ, tại vì thích thì mới hát được, thích mới chọn. Nói chung là mình có những bài hát. Không phải có một cái bài mình thích nhất mà mình. Không, nói chung là bài nào chọn là điều bạn đều yêu thích hết. Nhưng mà nếu mà cho mình chọn một bài duy nhất thì mình chọn bài nào? Thì nói chung nếu mà chọn nhất á thì là nó đặc biệt nhất là lần đầu tiên hai đứa hát chung là Dù Anh Nghèo thôi. Quỳnh là Quỳnh khoái nhất là cái bài nếu mà tân nhạc thì Quỳnh thích cái bài Liên Phúc Lại Nhớ Người Yêu của người ta. Nhìn diễn thấy cái Nhung dễ thương, sợ anh ơi em sàng ha. Cái đồ gió bên thứ hai đó thật. Cái nhà ta đã làm cái đè cái à, khói thì mị, khói tóc bay bay. Cái khói rồi quên cái khói lên rồi xong cái quạt thì nhẹ tóc bay cho nó đã vậy đó. Trời ơi, sao không nói để cho tôi làm ở ngoài chứ. Có thể thể hiện ngay đây lúc này cái đó. Không. Sao để hiện được ơi Minh Nhung về sức hết rồi, sức cạn lực liệt rồi. Ừ, mệt lắm rồi, thôi khỏi đi em, bây giờ em bỏ cái đó đi. Em còn câu gì nữa thôi. Quên. Không, thì chụp da phảm à. Rồi, lẹ lên. Rồi, được rồi. Mà tăng dữ. Okay. Ta không ngủ được luôn, tôi bắt trước ông tụi mình. Quỳnh nhớ là khoảng năm cuối năm 95, 96 rồi đó. 95. Ừ, đây là lần đầu tiên là hai đứa mình được trung tâm Tình Production lúc đó là rất là nổi tiếng với những cái CD cũng như là mấy cái chương trình music video á. Thì đó. Karaoke. Karaoke đúng rồi, thì có music nữa. Tình Production hồi xưa là chuyên làm karaoke, làm karaoke rồi giống như là cái MV. Thì đó làm chương lần đầu tiên là mình Quỳnh đến phòng thâu của Phi Nhung, mà cũng là nhà Phi Nhung, qua Phi Nhung có phòng thâu sớm vậy. Thì hồi đó có sớm. Đó, thì lúc đó mình đến là mình thâu với Phi Nhung lần đầu tiên cái CD đó là cái chủ đề là giận hờn. Mà đúng là ra cái chủ đề giận hờn thì bây giờ hai đứa giận hoài. Sao kỳ vậy ta? Đợt đó là bây giờ mình nói nhớ, nhớ với Quỳnh với Nhung hát cái bài Sa Mưa Giông. Cái đợt đó mình không chịu, mình không chịu hát, mình nói bài nhạc gì dân ca mình hát không được đó. Bởi vì mình là Nhung tức. Đúng rồi, cây lộn. Trời ơi, sao cây lộn? Nói chứ, ủa, sao Quỳnh hát cái lương mà bài Sa Mưa Giông là nhạc quê hương mắc mới vậy, hát không được? Tại sao không hát? Kỳ thị hả? Trời ơi, Nhung chửi quá trời luôn, mới chịu vô phòng thu. Rồi sao cái, đúng cái này, lấy cái là... chủ đề từ... Bây giờ Nhung còn nhớ cái hình nó màu vàng vàng đúng không? Cái áo dài màu vàng. Trời ơi, đó. Thì năm đó là lần đầu tiên hai đứa mình hát chung với nhau trong một cái CD luôn đó. Là lần đầu tiên là thâu chung, thâu âm chung. Là năm cuối năm 96, 95, 96 gì đó. Hát chung mà chiều Nhung là Nhung thích rồi, đâu có cần phải gì đâu. Xong rồi bắt đầu Nhung mới nói chuyện với Thúy Nga. Nhung nói là Nhung thích hát chung với Mạnh Quỳnh. Hát lần đầu tiên Nhung nhớ là hát ở Canada. Nhung hát cũng rất nhịp tùm lum hết trơn á, nhưng mà Quỳnh kéo lên hết, như là quên lời Quỳnh cũng coi như là nhảy vô hát cho Phi Nhung luôn. Thành ra Nhung nói ồ được, ông này được nè, ông này giúp mình sẽ giúp mình được. Tại tánh cũng hay quên nên có người nhớ nên mình phải bắt liền chứ không thôi. Vậy là ấn tượng vậy đó hả? Nói đúng hơn thì nói chung là cũng thích cái giọng của Phi Nhung. Từ Phi Nhung cũng hát trước Mạnh Quỳnh cũng năm hai năm gì đó, thì sau đó thì lúc mà làm việc chung thì mới thấy được cái ngoài cái sự hai giọng hát hợp với nhau mà còn có cái Phi Nhung cũng chịu khó, thì Mạnh Quỳnh nghĩ là có thể là mình tìm cho mình được một người bạn diễn tốt. Mà mình không có nghĩ là đến mức độ mà tới bây giờ mà hơn 20 năm rồi mà
khán giả vẫn còn yêu thích hai tiếng hát của Quỳnh với Phi Nhung, thì đó là ngoài sức tưởng tượng của Quỳnh. Nhung thì lúc nào cũng gây lộn với Quỳnh, nhớ kỷ niệm đó thôi chứ còn không có gì hết. Ủa vậy hả? Tại vì thì Quỳnh thì có gia đình sớm nên có hình như là hai đứa cứ đi hát rồi xong rồi hát chung, mỗi lần hát chung là chỉ có gặp nhau mới hát chung rồi bắt đầu gây thôi. Gây là gì? Là tại vì ông Quỳnh ông không có chịu diễn, nó là như vậy. Diễn ông không có chịu diễn, ông cứ lo hát không, mà còn mình là phải đòi hỏi là phải diễn vừa hát, nên Quỳnh nó thì là người đàn ông thì không có thích cái người phụ nữ mà giống như mà chỉ cho mình cái này cái kia. Còn Nhung thì ngược lại á, tánh như đàn ông vậy đó, thích cái như là cái gì mà không đúng là Nhung bác lại liền, nói Quỳnh phải như vậy, Quỳnh phải như kia. Nhưng mà ổng nói im im vậy, không, rồi xong, đó là tức cái câu mà tức. Nhiều lúc Nhung tức á, mà Nhung đá vô tường mà lủng tường luôn á, thiệt luôn. Cái ấn tượng của Nhung lần đầu tiên là Nhung người phụ nữ mạnh bác. Nhung mang đôi bút mà trời mưa nữa đó, mà Nhung tức mạnh Quỳnh đó, mà Nhung chạy vô xong không biết làm gì, đá đục một cái coi như là cả cái tường lủng luôn. Police tới hỏi cái gì, what happened, nó oh no, không có gì hết. Mà nó tức trời ơi, tức dễ sợ luôn, cũng là ổn luôn, cứ chập tức tượng, hoài vậy đó. Ấn tượng như Nhung nhất là ấn tượng gì không? Nhung bính mình gãy ra. Vậy thôi, ấn tượng nhất là bên Pháp quay tiếng Nga bị không phải diễn giả mà phải là quốc thiệt, cái răng rớt mẻ cái răng ra luôn. Vậy thôi. Rồi, hỏi câu khác đi. Ông phải, để tôi giải thích chứ ông nói xong ông cho tôi giải thích. Cái bài hát nào? Cái bài hát Hờn Anh Giận Em, không phải. Đâu, người ta quay cái mình hát bài Duyên Nghèo. Hải Âu Phi Sứ xong mình hát Duyên Nghèo đúng không? À. Xong rồi bắt đầu là lúc mà diễn cái Hải Âu Phi Sứ cải lương á, tại vì hồi xưa là ông Quỳnh ông rất là làm biến, ông hát cải lương rất là hay mà ông không chịu hát. Là Nhung là cái người kéo Mạnh Quỳnh hát cái lương đó cho ổng vô trở lại, tại vì ổng làm biến, ổng lười, ổng chịu, ổng thích ca cao, mà còn mình thì mình thích cả lương, mà ổng không chịu ca, mình rất là tức với ông. Rồi ổng ca thì ổng mới chỉ mình hát được, còn ổng không có ca là mình đâu có hát được, rồi mình phải tìm người khác chỉ, nên nó nhiều cái nó rất là tức. Thì cái bữa phỏng vấn chú Ngạn hỏi chứ khi mà diễn xuất cái tuồng Hải Âu Phi Sứ, khúc nào mà con tâm đắc nhất? Cái Quỳnh nói khúc gì đó, cái chú nói hai đứa diễn thử đi. Rồi cái nói chứ nhưng mà cũng tại Quỳnh thích cái khúc đó, cái khúc mà nói yêu tôi mà không nói, đi yêu người khác tôi tức quá tôi phải tát cái bếp. Chứ chị tát cái bếp một cái sao không biết. Không biết gãy không. Bây giờ tôi nói từ giờ tôi cười tôi phải bịt miệng hiểu không? Ok rồi, tiếp. Cười quá. Đúng ra thì tự gì là hát với nhau đâu quá lâu mà lại ăn ý với nhau trên sân khấu rất nhiều, rất là tình tứ, hoặc là những cái cử diễn xuất quá sâu đi, thành ra khán giả họ có một cái tư tưởng là hai đứa sẽ có gì với nhau mới diễn như vậy. Nhưng mà thật ra thì khi mà mình cũng giải thích riết thì cũng thường là bây giờ mình cũng không có nói gì nữa hết, giờ cứ nói là tại vì hai đứa diễn chung sân khấu vậy thôi chứ ngoài đời thì không có gì hết. Người tình trên sân khấu. Người tình sân khấu. Diễn thì mình cũng đó, có những cái thì làm cho khán giả hiểu lầm thiệt, tại vì đôi khi những lúc những cái hai đứa mình diễn có những cái tình tứ gọi là nhập vai, rồi những cái nụ hôn trao nhau hoặc là những cái gì, thì thực ra thì đó cũng ít có ca sĩ nào mà tôi song ca nào sân khấu mà dám làm chuyện đó. Thì có thể là hai đứa mình không có gì hết nên mới làm thoải mái tự nhiên vậy. Tại Nhung nghĩ là như vậy, tại vì hai đứa quá thân nên khi mà diễn á là Phi Nhung là cái người mà rất là yêu nghề và rất là chịu khó diễn, là diễn vai nào là phải ra cái vai đó. Thành ra đối với Nhung là Nhung diễn khi mà diễn chung với Mạnh Quỳnh, ôm hay là hôn hay là cái gì đó, là Nhung là cho Nhung là một cái người yêu của Quỳnh. Nhung chỉ nghĩ bao nhiêu đó là mình làm tròn bổn phận cái vai của mình, nên làm ra khán giả thấy hôn bán cái bao bó chạy liền á. Ai cho hôn sao mà khán giả thấy vậy, là khán giả thích và khán giả thương, rồi cho tới bây giờ luôn vẫn là khán giả vẫn muốn là hai đứa cưới nhau, mà không biết cưới gì nữa, muốn biết tôi làm bà hai của ông hay là gì. Không có. Nhưng mình có. Hả? Mình có không? Có rung động. À đúng rồi, ông hát bây giờ ông nhìn vô mặt tôi. Ông nhìn vô mắt tôi. À mình Quỳnh có rung động xong cưới tôi đi. Tại vì quý. Lúc đó thì đứa nào cũng có một cái lối rẽ riêng rồi. Với lại mình Quỳnh hôm nay mình đi diễn nói cái câu là tình chỉ đẹp khi còn dang dở đó.
cưới nhau về nham nhở lắm em ơi. Quỳnh sai. Cái câu đó là Quỳnh là tình chỉ đẹp khi còn gian dở, cưới nhung về nhung đẹp lắm mà anh ơi. Đó. Cảm xúc thôi, nhưng mà cảm xúc trên sân khấu thôi. Nhưng mà lúc bước xuống sân khấu rồi thì có thể là vì âm nhạc, khi mà cái âm nhạc nó cất lên nó làm cho con tim mình rung động. Nhất là người nghệ sĩ tuổi này rất là có dễ cảm xúc lắm. Cho nên khi mà diễn Phi Nhung trên sân khấu thì giống như một người, một điện âm điện dương vậy đó. Thì nó gặp nhau rồi nó sắp, mà lúc bước xuống là tự nhiên hai luồng điện nó xẹt. Đi anh ơi, coi như giống như không biết cũng be vậy đó trời. Thì nhiều lúc á chị tức lắm luôn á. Nhiều lúc bước tức sân khấu là ổng đi đúng tiêu tìm không ra. Lên sân khấu thì hát vậy đó. Xong bắt đầu vô trong cái sân khấu là không biết ổng không cần phải nắm cái tay mình, ổng dắt mình vô hay là không. Ổng đi đâu mất tiêu vậy đó. Nhiều lúc mình nói chứ cái thằng này thiệt. Mình không có nghĩ là mình Quỳnh của mình vậy hả? Bây giờ ta mới nói đó. Người tình không bao giờ cưới. Hồi chưa mình nói là người tình không bao giờ yêu. Mà người yêu không bao giờ cưới. Nhưng mà Nhung thì Nhung là người tình không bao giờ cưới. Lúc nào cũng thích làm người tình nè. Trên sân khấu. À đồng nghiệp á. Mà ghét tôi gì nhất, ghét Quỳnh gì nhất, thương Quỳnh gì nhất. Ghét Quỳnh là lười biếng. Giống như là nhiều cái Nhung kêu làm cái này cái kia lười không có làm. Đó là Nhung ghét. Với lại xong rồi chảnh. Chảnh chẹ. Xong rồi ta đây là đàn ông. Giống như là vậy đó. Anh đây là đàn ông nên là nhiều cái không có có Nhung nói đúng mà vẫn bảo thủ. Vậy đó. Dễ thương là gì? Vậy thôi. Rồi ghét vậy thôi. Dễ thương là gì? Còn thích, thương là thích thương là thích là Quỳnh lúc nào Quỳnh cũng giúp Nhung, giống như là sai là chỉ, hát là nhiều lúc hát chung quên lời là Quỳnh chỉ, Quỳnh hát vô. Rồi nhiều lúc lo diễn quá cái rớt nhịp hay là gì đó, giúp những cái là Quỳnh cũng giúp đỡ cho Nhung cũng nhiều nhỏ nhẹ. Nhiều lúc cái tánh Nhung nóng lên xong rồi Quỳnh cũng rồi nói chuyện với Quỳnh cái Quỳnh làm giống như là giọng nhỏ nhẹ lại cái mình làm cho mình hết hết giận. Còn mình thích Nhung là cái gì biết không? Nope. No. Giỏi, chịu khó, như là yêu nghề, rất là làm, muốn làm cái gì là phải làm bằng được. Còn cái ghét một cái là dữ, ưa la tôi. La Quỳnh là tại vì Quỳnh lười biếng, Quỳnh không có chịu, cũng như là ông diễn sai, mình kêu như vậy, ông không nhất định là không chịu. Tại vì biết sao, cái tánh Quỳnh á là Quỳnh có một cái chất gì đó, Quỳnh rất là bất cần đời lắm. Thì bởi vì khi mà Quỳnh muốn làm cái gì, Quỳnh làm trong vòng 1-2 phút là Quỳnh làm xong. Còn khi mà Quỳnh không có thích gì giờ có năn nỉ Quỳnh cũng không làm nữa. Đó là cái cá tánh của Quỳnh. Cho nên đôi khi là dù những khi thấy những cái nhiều bài hát mình Quỳnh sáng tác trong vòng có 1-2 tiếng đồng hồ đã xong một cái bài hát rất là hay, mà nhiều khi cả nó hát có viết một cái bài đâu cả mấy tháng trời tìm không ra một cái melody nào cho nó hay hết. Thì đó là cái cá tánh của mình Quỳnh. Nhưng mà Phi Nhung làm gì cho mình bao nhiêu năm nay, Nhung nên hiểu để cái là Quỳnh rất là yêu nghề phải không, nhưng mà đôi khi có những cái là mình không thích thì là không được. Hiểu không? Ví dụ như giờ kêu Quỳnh hát chung với Nhung mà những người Quỳnh không thích Quỳnh đâu hát được, đâu diễn tình tứ được. Phải không? Mình nhìn nhau muốn cái lộn mà cũng chửi rồi, nhưng mà thật ra tát cho mặt rồi cho đó là thấy Nhung mình hiểu mình vấn đề đó ha. Nhung hiểu rồi, mà okay. Cũng không hiểu với Quỳnh là Nhung không có làm việc với Quỳnh tới bây giờ đâu. Rồi câu hỏi kế tiếp. Giận nhiều lắm không biết nữa, như là giận cũng mấy trăm lần á, nhưng mà cái mà mạnh nhất là cái mà tôi giận nhất, giận ông nhất là ở Canada là tôi đá vô tường á, là coi như lúc đó tôi mang cái đôi bút cao mà tôi đá đụng cái tường luôn, cảnh sát tới gì, tôi không nhớ rồi. Kể ra thì kỳ, thôi bỏ đi. cái đó tới nhiệt, giống như là cũng hát với một ca sĩ khác, nhưng mà mình á thì mình trong lòng của mình rất là tốt, mình muốn là cái người đó là hát chung với Mạnh Quỳnh, hiểu không? Xong rồi á, Mạnh Quỳnh á thì hai người thôi có Nhung á Quỳnh không hát đâu này kia nọ, vậy mà cái làm cho mình nó chứ ôi sao ông tôn trọng mình quá ha. Mình mới vừa quay vô trong cái ở ngoài cái hát chung vậy đó, trời ơi, nó nói ủa sao hai người không, ủa gì kỳ vậy, nó tức lên tới đây nè, nói ủa ta đã nói hai đứa mày hát đi, hai đứa mày không chịu hát, hai đứa mày nói là thôi có Phi Nhung để Phi Nhung hát với Mạnh Quỳnh cho nó đặc biệt. Mình sao mình nói ồ sao hai người này tốt quá ha, rồi vậy mà mới vừa nói xong cái là nhớ cái đợt đó là tại cái bầu show họ yêu cầu thì đó, nhưng mà họ yêu cầu mình cũng phải giữ lời hứa chứ. Đúng. làm cho tôi thăng hoa lên được một chút, cái làm nó tức quá phải không, trời ơi đá từng cái râm xe đồ hả là gì không biết nữa đó. Chú quen không không có đâu làm quà đâu, hai đứa cũng rồi bắt đầu diễn thì cũng hát vậy thôi chứ chả làm hòa luôn. Quỳnh dễ thương, hiền, thiệt sự thì Quỳnh hiền lắm,
dễ thương, hiền, chịu khó. Nhung thích nhất là Quỳnh quý trọng vợ con. Nhung thích ở cái điểm của Quỳnh, cái đó. Rất là tôn trọng vợ và con cái dạy rất là tốt. Nhung thích cái cuộc sống của Quỳnh. Vậy ba từ đó là hiền, dễ thương và giỏi, và biết tôn trọng gia đình, những ngưỡng mộ. Ok. Hết. Vậy nè. Quỳnh Thị Nhung là ba từ là dành cho Nhung là giỏi, có tài và có đức. Cảm ơn. Anh thì Quỳnh hồi đó đây là Quỳnh thần thời lúc mà mình nhỏ mình là thích chú Chi Linh. Lúc mà 6-7 tuổi là mình đã biết hát như Ngao Tiên, có chế tôi đã biết hát rồi, hát như Ngao trong xóm á. Rồi sau đó mình nghe anh Tuấn Vũ, người yêu của đời tôi. Đó là từ đó mình bắt đầu mình thích hát. Rồi nhưng mà sau đó mình chịu thích cải lương. Cải lương là Quỳnh thần tượng chú Minh Phụng. Nói chung ba ông Minh là ông nào mình cũng thích hết. Chú Minh Phụng, Minh Dương, Minh Cảnh, chú Thành Sa là bốn người mình thích. Mình cái người mà cái người mà để cho Phi Nhung nhõng nhẽo và học hỏi không biết cái gì phải hỏi á, là má Giao Linh. Má Giao Linh là thương nghệ ca sĩ cái nhỏ mới lên đó. Thành ra là má Giao Linh là trong đầu Phi Nhung là nặng nhất. Ok. Thì mình chỉ là khuyên Nhung nếu mà buồn thì mình nên cố gắng lấy cái công việc, lấy cái sự thành đạt của mình để mình làm cái bước cái niềm tin để mình vượt qua được những cái sự buồn bực, những cái không thành công hoặc thất bại đó, thì mình sẽ cố gắng hơn. Nhưng mà mình đối với mình thì mình chỉ khuyên vậy thôi, nhưng mà mình biết Nhung sẽ làm được tất cả, vì Nhung là một người rất là mạnh mẽ. Thất bại là lúc nào Nhung cũng đạp lên sự thất bại, mình đi lên để mình nghĩ là hoàn chỉnh. Chị hả? Chị là rất là an tâm về ông Quỳnh, ổng về gia đình hát hò, quần áo rất là chỉnh chu, là ra chị không có cái gì mà lời khuyên gì hết trơn á. Chị chỉ chúc mừng Mạnh Quỳnh là hạnh phúc thôi, Nhung chỉ chúc mừng Mạnh Quỳnh hạnh phúc thôi, chứ còn ngoài ra là cái gì Quỳnh cũng chỉnh chu hơn Nhung. Coi như là đi hát là Nhung thiếu kim chỉ màu gì là ổng có hết, nên Quỳnh rất là chỉnh chu những cái đó, nên Nhung chu đáo. Dạ, yeah. Vậy thôi.